quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Sẽ tiếp tục tô màu nữa. Giờ mình sẽ gọt màu ra. Tôi xong chưa? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu làm
sao cho thật là đẹp nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nha. Đi vào chi tiết tâm hồn nha các bạn.
Như vậy chúng mình kết thúc như vậy.